gói số 3 này nó có cái dây chun này, nhiều bác thắc mắc không biết để làm gì nhá. Bánh ra, rút vào. Hạt thì các bác chọn cái hạt bóng nhá. Ngắn thôi, không cần dài. Chọn hạt hạt bóng thì nó sẽ lâu vừa tan. Ở trong cái túi hạt hai, tất cả cái túi hạt nó đều có hai loại hạt nhá. Một hạt bóng với một hạt sần sùi. Hạt sần sùi nó sẽ tan nhanh hơn. Đây, chuyên đề đây. Cầu bằng mùi hạt số 3 kết hợp với ngô nguyên liệu. Không, ăn xuống mà. Thời gian chờ cá vào ổ thì em mời các bác tham quan hệ cá của team bọn em ở bên Hồ Báo Vương. Ở trước mặt các bác đây là thầy Khải, thần hồ Hồ Báo Vương. Em vào mấy con chấm đen đây rồi. 2, 4, 7, 7, 7, 7. Anh hết ốc chưa? Ăn được mắt. 7 con chấm đen. Và chưa kể ở ngoài hồ kia đang còn một bể ngăn đôi, một bên thì là để chép, còn một bên thì là để rô. Đây là bể riêng chấm đen thôi. Thế con của anh nó liền vậy chứ? Đây, còn đấy, còn đấy, còn đấy. Từ câu xong để đây vậy, ai có việc thì sang lấy về thôi ạ. Không ăn. Này là hút vào đá mai chết. Hả? Hút vào cái quầy kìa mai nó chết. Chết ở mắt. Bác thấy đen, đen đẹp không? Đen của hồ câu báo vương đấy ạ. Con này con của ai đấy? Của anh. Con của anh cứ bị nhận người đi nhỉ? Không phải. Con này con của em câu trước này. Đây là còn đây là bể ấy. Bể chép với bể rô làm bể riêng. Bể này hai ngăn nha các bác nhá. Một ngăn để chép, một ngăn để rô. Gì đấy? Đen à? Chấm trắng các bác ơi. Đẹp phải rồi chép. Bập bập mút luôn. Ui con này chép này to đấy. Ê, tưởng chầm chàng anh em ạ, hóa ra là chép to. Ui, chép đẹp lắm. Đi không chanh luôn. Vừa đâu? Mới đâu tuổi chụp chanh.
Ui, con này phải hơn 3 cân đấy. Ui xôi. Nhưng mà nhìn chép mình không đoán được cân. Nhìn chép không đoán được cân. Ừ. Con này hơn đầu 3, đầu 4. Cái tầm đầu 4. Buồn quá. Một cái răng. Trời, trầm trắng.